Chào thân ái anh em nha. Nay dịch ở nhà cũng rảnh rỗi thì hôm nay mình tiếp tục với sửa chữa con cân bằng laser các bạn nha. Thì con này khách đem tới thì bảo bây giờ là không lên nguồn. Thì hôm nay mình sẽ bung con này ra để cho anh em xem là bên trong nó có những cái gì và nó hỏng cái gì thì chúng ta sửa. Thì con cân bằng laser này thì mình cũng sửa nhiều con rồi, thì đa số cái bệnh của nó là đứt dây tín hiệu, thì nó có 5 dây á, thì đứt cái dây đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở toàn bộ thân máy cũng như là bên trong bên ngoài ra bên đến bên trong để cho các bạn xem, rồi tường thẳng nói là gồm những cái gì mà chúng ta mở như thế nào, thì các bạn có thể theo dõi video của mình. Theo dõi để chúng ta biết cách mở làm sao để cho nó không có bị đứt các cái dây tín hiệu bên trong các bạn. Vì các cái dây tín hiệu nó làm rất là mảnh khảnh, nhìn rất mỏng manh đó bạn nha. Nên là các bạn mở không khéo là nó sẽ đứt dây. Thì trong quá trình mở thì mình sẽ cho một tí nhạc vào trong này thì để cho anh em là vừa xem vừa thư giãn nha.
Thì như vậy là cái này nó không lên nguồn, thì khả năng là do là thợ trong quá trình họ làm việc trên cao á, khả năng là rơi các bạn nha. Như vậy chính là rơi, như vậy là làm cho cái pin này nó rớt ra và làm đứt cái dây pin. Đó. Đó, xe pin nó bị đứt luôn các bạn. Đứt cái dây thanh nối của xe pin luôn. Thì mình sẽ thử nối lại cái xe pin lại với nhau và mình sẽ hàn cái dây điện vào để mình dắt vào. Để kiểm tra xem là nó có hư thêm phần gì nữa không các bạn nha. Thì con này nếu mà rớt mà nặng á, thì có thể gây ra là mất cân bằng các bạn. Đấy, thì mất cân bằng vậy thì chúng ta phải chỉnh lại. Thì để chỉnh cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong cái video sau. Bởi vì khi chỉnh cái cân bằng cơ này á, là phần điện thì chúng ta không nói rồi, nhưng mà riêng phần cơ mà chúng ta chỉnh không khéo á, là làm cho lệch cái lệch khi chúng ta đưa lên chúng ta thi công, hay là bất cứ cái gì chúng ta sẽ làm lệch đi cái vị trí mà chúng ta đặt nhé. Thì để chỉnh cái này thì chúng ta cần một cái thiết bị chuẩn, một cái mặt bằng chuẩn, rồi từ đó chúng ta tính toán để chúng ta chỉnh cho bạn, chứ không phải là chúng ta thích chỉnh thế nào là vặn thế nào cũng được đâu nha. Cho nên là khuyến cáo là về phần cơ này thì các bạn nào mà không rành về thì các bạn không nên chỉnh. Điện áp của pin này tầm cell pin này khoảng tầm 4V đó bạn nha. Cung cấp cho mạch thì gồm 4V đó bạn. Thì bây giờ mình sẽ hàn lại và mình sẽ lắp trả lại để xem là có đúng là đứt cell pin không, hay là còn hư những phần khác nữa. Thì mời các bạn theo dõi tiếp. Theo dõi tiếp video của mình.
Thì trên cái con máy này thì gồm có 5 mắt các bạn. Thì gồm một chân VCC. Đấy, thì văn VCC này sẽ cầu chung các con mắt lại nhé các bạn. Thì rồi có chân H và chân V1, V2, V3. Thì VCC là cái chân mà sẽ nối từ cái bo mạch mình đây này. Như vậy nó sẽ nối về những cái dây mà màu đỏ chụm lại đó chính là VCC các bạn nhé. Và thường thường các bạn sửa máy cân bằng laser này thì đa số là trường hợp là đứt cái dây tín hiệu này, thì các bạn lưu ý là khi nối là chúng ta sẽ nối dây CC VCC qua cái dây đỏ đỏ một chùm đó các bạn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nối chân H từ VCC đếm qua là chân H các bạn nha. Rồi đến chân V1, V2, V3 thì chúng ta nối lần lượt như vậy để thì máy sẽ hoạt động thôi. Thì lưu ý trong quá trình nó đứt cái dây này thì đợt trước mình cũng có sửa một vài con rồi. Thì quá trình đứt cái dây này thì các bạn không được phép lấy cái dây điện mà dây điện quấn động cơ các bạn nha, không được lấy dây đó để mà chúng ta bỏ vào đây nha. Tại vì dây đó đường kính tiết diện của nó lớn. Khi chúng ta đưa vào đây là nó làm cho quá trình nó chuyển động trục quay thì nó sẽ cắn vào cái dây, và cái dây đó làm cho nó sai lệch đi trong cái vấn đề mà cân bằng của mạch các bạn nha. Lưu ý chúng ta không nên là dùng cái dây quấn motor động cơ. Rồi các bạn có thể nếu mà trường hợp mà bí quá thì các bạn hãy dùng dây dây của biến áp xung các bạn. Biến áp xung thì cái đường kính tiết diện của nó nhỏ, thì các bạn thể từ từ các bạn tách cái dây ra để các bạn tiến hành một quấn. Các bạn tháo và các bạn đấu vào. Thì khi các bạn đấu vào hoặc hàn chì thì cái dây cực kỳ nó mảnh, cho nên là khi chúng ta hàn là chúng ta cạo lớp emay. Cạo lớp emay đi thì chúng ta hàn, cho nên là quá trình hàn cũng khó khăn. Đó, nhưng các bạn là không quen thì nó rất khó khăn. Đấy, thì chúng ta đấu lần lượt cái dây VCC thì chúng ta sẽ đấu về rồi trong V1, V2, V3 chúng ta đấu về tương tự. Đấy, thì chúng ta cứ thế mình đã đấu về. Và cơ bản thì mình nói xong rồi. Thì bây giờ tiến hành mình lắp lại và mình sẽ thử thử xem là máy còn hoạt động ok không. Thì trong quá trình lắp lại thì mình sẽ mở cho các bạn nghe một tí nhạc, chúng ta cùng xem và cùng thưởng thức.
chúng ta hoạt động ok rồi các bạn nghe. Như vậy là câu này chỉ vì hỏng dây nguồn thôi và đứt thành nối sale thôi. Về phần cân bằng thì nó vẫn chưa ảnh hưởng, chưa bị nghe các bạn. Và vo mạch thì nó cũng bình thường. Thì qua video này thì mong các bạn xem cũng như là ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh nằm phía bên dưới. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Còn gặp lại rất là nhiều video nữa vì hiện tại trong mùa dịch này rất là phức tạp. Cho nên là để cống hiến cho các bạn những cái video như thế này là mình cũng rảnh rỗi. Còn không những ngày bận thì có lẽ không ra được những cái video như thế này đâu. Thì mong các bạn cho mình một like và đăng ký kênh bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.